thuật vẽ tranh 3D đòi hỏi mất nhiều thời gian và tinh thần tập trung cao. Cứ mỗi lớp keo là một lớp cá, vẽ đến khi nào hình ảnh chú cá hiện lên sống động thì coi như hoàn thành. Thế nhưng, để tác phẩm thật sự hoàn hảo thì còn phải chọn được chất liệu chậu độc lạ kết hợp cùng hoa sen mô hình, lá khô hoặc đá cuội. Những chất liệu nhám như gỗ, mây, tre sẽ có độ ăn bám keo resin tốt hơn là với bề mặt như gốm, sứ, hộp sơn bóng. Để tạo ra một cái dòng sản phẩm tranh cá 3D thì đầu tiên chúng ta phải có đó là một cái giá thể để đựng. Đối với cái dòng sản phẩm hiện nay mình đang sử dụng đó là mình đang ưu tiên vào những cái sản phẩm nó mang tính thuần Việt, như là những cái rổ rá của Việt Nam hay là những loại gỗ dừa, những loại gấu dừa như thế này. Trước đây thì những nghệ nhân Nhật Bản họ vẽ trên những cái loại hộp gỗ đó là hộp masu, hộp đựng rượu sake, thì những loại gỗ đó thì nó khá là đặc biệt. Tuy nhiên nó mang tính là của người Nhật Bản nhiều hơn. Nhưng mà đến bây giờ mình nghĩ là tại sao mình không đem những cái sản phẩm mang tính thuần Việt vào như thế, để cho người nước ngoài biết là ở sản phẩm Việt Nam ngoài dòng tranh cá này thì có những cái giá thể như thế này, đó là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ khá là độc đáo và ở những cái nước khác không có. Sau đó mình mới đổ một lớp nhựa resin hay còn gọi là epoxy vào, thì chờ đến khoảng 16 tiếng. Đối với nhiều dòng keo khác nhau thì có những dòng keo nó khoảng 4 đến 8 tiếng là sẽ đóng rắn, nhưng mình đang chọn là cái loại 16 tiếng nó sẽ khô lâu hơn và kèm theo đó thì cái độ trong nó sẽ tốt hơn. Cái sự khác biệt giữa cái dòng tranh cá 3D và cái dòng tranh cá thường đó là cái dòng tranh cá 3D thì nó áp dụng theo một cái nguyên lý cũng khá như tương tự như là nghệ thuật điêu khắc và theo dạng hình tam giác, bắt buộc chúng ta phải vẽ nhiều tầng nhiều lớp khác nhau và tạo ra một cái khối, và nhìn từ trên xuống đó là một cái thực thể hoàn hảo, là một cái khối nổi lên chứ không phải là đánh lừa tỷ giá không. Thú chơi này không chỉ rèn luyện sự tỉ mỉ, chi tiết mà còn rèn thêm tính kiên nhẫn. Thời gian để keo khô tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, nên để hoàn thành một bức tranh có thể mất từ một tuần đến hàng tháng trời. Sau khi cái độ keo trong hết rồi, lớp đầu tiên rồi, bắt đầu mình mới vẽ vào cái lớp hai cái vây mang và cái vây bụng, vây hậu môn. Rồi sau khi vẽ xong phải đổ keo, chờ 16 tiếng. Và tiếp theo nữa là vẽ tiếp theo là lớp bụng. Và sau cái lớp bụng này xong phải đổ keo, cứ tuần tự như vậy đến khi con cá nó chồng lớp, thì tầm khoảng 10 lớp thì nó tạo thành một cái tác phẩm. Đối với cái sản phẩm nó khoảng 10 lớp như thế thì mình mất khoảng một tuần lễ thì tạo ra được một cái tranh cá tạm gọi là hoàn chỉnh. Đối với cái dòng tranh cá này, chúng ta vẽ càng nhiều lớp thì cái hình ảnh của con cá nó càng sống động hơn. Mình vẽ cái lớp càng mỏng đi, nó tầm khoảng 1mm hoặc 2mm đổ lại, mà chồng lớp lên càng nhiều thì cái độ dày con cá càng cao và cái sự liên kết giữa các lớp với nhau nó sẽ không bị tách lớp ra, nhìn con cá hoàn toàn giống như thật. Cái khó trong vẽ tranh 3D không chỉ nằm ở việc phác thảo đối tượng mà còn ở việc xử lý chất liệu keo resin cũng như màu vẽ. Để tạo được chất liệu keo nhanh khô, không bị nổi bọt, tách lớp, làm bề mặt tranh bị mờ đục hay màu vẽ không bị loang, tất cả cũng đều cần sự nghiên cứu của người vẽ. Và đây là một số cái dòng keo mình đã nghiên cứu. Đây là những loại keo mình đang sử dụng và đến bây giờ là 3 năm, cái độ trong cũng được tương đối. Và đây là những cái dòng keo nó khác một tí, khi mà đổ khối một thời gian sẽ bị oxy hóa, nó bị vàng đi. Đối với cái loại màu vẽ này, đó là một cái dòng màu vẽ acrylic, mà không phải là màu vẽ acrylic nào cũng thể sử dụng được. Có những loại màu acrylic nó quá loãng, khi mà đổ keo vào nó lôi cái màu acrylic ra bên ngoài thì nó lại làm cho hình ảnh con cá méo mó. Riêng những cái sản phẩm mà mình đang sử dụng acrylic, mình phải pha thêm một số phụ liệu nữa để mới tạo được những cái con cá hình ảnh cho nó không bị tách lớp và nó phải mềm mại. Sản phẩm tranh cá 3D hoàn toàn được làm thủ công bằng sự tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo của người nghệ sĩ. Mỗi bức tranh, bát, đĩa cá là công sức làm việc trong nhiều giờ, nhiều ngày. Tất cả để tạo ra những sản phẩm sống động,
tinh tế, đầy màu sắc và chứa đựng cái hồn của chủ thể trong từng tác phẩm.